Xin chào các bạn, mình xin chia sẻ với các bạn một cái cảm thị mình mới vừa xử lý lại một số chỗ ha các bạn. Thì cái cây này khá là lớn ha, cây này hoành tới trăm mấy lần ha, mà được cái đế nó rất đều các bạn. Thì cảm thị đế đều luôn nha, đế gần như là 24 giờ luôn các bạn. Thì ở đây các bạn xem cái dàn đế nữa ha. Ở đây thì mình mới vừa xử lý nó. Thứ nhất là mình xử lý cái sẹo ha. Trước đây cái sẹo nó hơi cao lên thì mình cắt lại cho nó bớt cái điểm lồi của nó cao quá, nó đập vô mắt mình hơi khó chịu ha. Thì mình mới xử lý lại, mình nuôi lại sẹo nữa là vừa ha. Rồi cũng như cái sẹo này là mình cũng mới vừa đục lại đây. Ở anh em thợ rừng người ta làm về nó không được hay. Rồi ngoài ra ở đây mình cũng xử lý lại cái sẹo đi luôn. Ở đây cái ngọn này thì mình cắt xuống ha, mình cắt ở đây với các bạn, nó tới đây là do đây nó có cái nhánh ha. Nếu mà vài bữa nó nhảy đâu đây ra đó thì mình sẽ cắt xuống một nhát nữa ha. Ví dụ nhảy ra tầm đây là đẹp nè, mình sẽ cắt xuống. Rồi ở đây là có mấy cái sẹo trên lưng. Rồi cái quan trọng nhất là mình mới vừa cắt ba cọng rễ các bạn. Ba cọng rễ thì ở đây hôm bữa nó dài tới đây nè, ra tới đây ha. Ở đây là nó ra tới đây nè, thì mình mới cắt, mình đục lại ha. Rễ này cũng khá là to đó, mình lắp lại rồi. Nay mai thì mình sẽ trộn đất rồi mình sẽ lắp lại luôn ha. Mình mới bôi keo cho nó nè, bôi keo để cho nó mau kéo sẹo thôi. Mình sẽ lắp lại luôn ha. Rồi đối với cái phần rễ các bạn thì mình còn sẽ xử lý ở đây. Ở đây thì để cho thời gian đó mình không có xử lý một lúc hết, cây nó yếu ha. Cây này mình cũng mới vô chậu đây thôi, mới vô chậu chừng 1-2 tháng thôi thì nó cũng chưa có rễ nhiều đâu. Thì thời gian nữa thì mình sẽ xử lý cọng này với cọng này ha, có thể là thêm cọng này. Thì làm từ từ thôi các bạn, nhất là cọng này là mình phải đục nè, cọng này là mình phải đục vô tới đây nè ha. Đó, ở đây hai cọng này có thể không làm, nhưng mà cọng này chắc chắn là phải đục nè. Nó nằm ngang vậy nó không được đẹp ha, nó phải hơi bị lài xuống cái rễ, nó phải có cái dốc, nó hơi bị lài giống như vậy là đẹp rồi ha. Chứ cọng rễ mà nó nằm ngang vậy cũng không đẹp ha, mà nó nhóc lên cũng không đẹp, mà nó cắm xuống quá cũng không đẹp, nó nằm hơi nghiêng chừng 15-30 độ là đẹp rồi ha. Rồi đối với cây này mình sẽ dựng cái dáng nó đứng lên nữa các bạn. Cái dáng này nó cũng hơi nghiêng, nó cũng dáng xiên, không ra dáng xiên mà dáng đứng không ra đứng ha. Thì mình sẽ chỉnh cái ngọn cho nó đứng luôn các bạn. Nó đứng lên này cái bộ đế mình nhìn nó sẽ lực mạnh hơn ha. Rồi cây này hiện tại giờ mình chọn cái mặt tiền bên đây. Mặt tiền bên đây do nó có cái bể ở đây nè các bạn. Đó, chứ cái mặt này thì cái bộ đế nó không bằng bên kia ha, bên kia nó liền lạc lắm. Đây nè, nó cái mặt tiền ở đây cũng rất là đẹp luôn ha, nhưng mà tiếc cái là nó bị bể ở bên kia, thì có lẽ mình phải chọn cái mặt tiền bên đây rồi. Nó là cái bụng chứ nó không phải là cái lưng được ha. Ở đây các bạn xem cái góc này ha, đây các bạn xem ở đây nè, ở đây thì thấy được cái mặt cây nó rất là đẹp, đế rất là đều luôn các bạn. Có thể thì mình cũng sẽ chọn là cái mặt tiền bên đây, khi mà ở trên chỗ này nó sẽ ra những cái nhánh mà nó hợp lý hơn ha, chứ cái nhánh này mình lấy mặt tiền bên đây cũng khó lắm các bạn. Nó cũng khó làm cây ha. Thì mình sẽ lấy cái mặt tiền bên kia, thì nó có sẵn cái nhánh bên đây, cái nhánh này nhánh số 1 nè. Rồi cái nhánh này nhánh phong nè ha. Rồi mình lấy mặt tiền ở bên kia ha. Bên đây là cái đế là cực kỳ hay luôn á, nhưng mà lại lấy bên đây thì không có nhánh để mình làm. Đó, bên đây thì nó đủ hết rồi ha, có cái cành bay ra nữa nè, cành này cành bay ra nè, mình bẻ nó xuống một cái, bẻ nó xuống nó bay ra là xong rồi ha. Còn cành này mình thả thời gian nữa mình sẽ cắt ngang các bạn, cắt ngang đây mình đánh nó ra ha. Rồi ok, tại vì cây này nó lớn quá mình không có chỗ để video mình chia sẻ với các bạn lúc làm ha. Thì bây giờ mình làm xong rồi mình mới chia sẻ với các bạn. Rồi
cây cây các bạn thấy đế rất là đều đẹp ha, mà cây nó lại rút, nó rút được ba đoạn các bạn, một đoạn ở đây chắc là hai lần ba là anh đó, nó nói là còn cây rất là lớn nhưng mà cái ngọn nó chỉ cỡ chưa tới 10 phân đường kính ha. Thì cây này nuôi cũng khá là nhanh các bạn đó, thì vô một cây rất là lùng lực luôn, rất là có tương lai ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.